Rồi, hết giờ. Bắt đầu. Bắt đầu nè. 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 có 7. Ê mồm phải kiểm tra lại nữa, nhiều khi hái trùng sao. Kiểm tra lại coi. Rồi cái này là 1, 2 rồi. Cái này là 3 4 5 6 7 8 trùng không lấy được à. Của đứa kia rồi tùm lum. Ý, cái lá bên này đã lạ nè. Ừ ha. Của mình thì hôm nay mà hồi đi video hái những loại lá cây nha. Thì bây giờ các bạn sẽ theo chân mình để hái những loại lá cây trong này. Em mình á, nếu mà hai đứa ai hái được nhiều loại hơn thì người đó sẽ thắng. Bắt đầu. Nhà mình làm có cây mít mà hái. Tao té một lần nữa là tao cho mày lên dẻ luôn. Thơm mùi gừng. Để lên bàn để phân loại. Phân loại cái gì? Cây này cái chuối nè. À có lá chuối rồi. Còn có lá cây mai rồi nha. Ủa chưa? Lọt. Cái này là cây kè. Đang đi cũng đạp vô. Lá 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 bắt cỡ. Tiếp là lá gì đây? Tiếp là lá gì đây? Từ từ để coi. Cái hồi là bị bà nội bắt vô nhà đó. Cắt luôn. Mới thấy bà nội đi ngang vượt ngang qua luôn. Rồi giờ từ sắp hết rồi. Không có báo cho người khác. Để cho người khác biết rồi mình thấy lá gì. Đây là gai. Ủa? Lá xấu á. Lá gì đây? Lá gì đây? Ủa này lá gai lá hai rồi. Lá liễu. Ê, lá bưởi. Ừ ha, lá bưởi nó nằm trên cây sao mà hái được. Ba lá bưởi nằm trên cây sao mà hái được ba. Đây. Ờ em lấy cho bỏ. Lấy được rồi cho bỏ. Có rồi. Có rồi nhưng mà em đâu hái được. Sao hết chưa? Chùm ruột đâu? Chùm ruột hả? Để con hái gì lá nhỏ xíu coi. Ủa là trời rồi trái chùm ruột đâu? Con nói mò. Nè, ủa còn lá môn. Có rồi. Có lá môn anh có nguyên trái bự luôn. Nè, nè lá môn của anh nè. Lá môn của em này có xinh đẹp chưa? Anh bẻ một cái bụng. Lá chuối chưa, có chưa? Có rồi. Ừ. Ê, có hầu cá. Nè, lá mắt điên nè. Có lá mắt điên nè. Lá luôn nè. Cây gì đấy? Ta con thấy nhiều cây nó giống cây mắc cỡ mà con họ mà con đụng thấy nó không mắc cỡ gì. Con chừng té nha. Con xem té được. Để đằng kia điếm đi. Ui thật cái gì vậy trời. Em đừng có nắm anh. Nắm. Quăng cục kia hả? Ủa anh tưởng em nằm xuống té rồi chứ. Rồi chắc được rồi đó. Ủa đây cũng có môn luôn nè. Anh tưởng với đằng kia có rồi chứ. Lá gì vậy bảo? Lá trầu hay gì á? Mình trái tim nè. Mình trái tim rất lá trầu. Phải lá trầu không ba?
À trái dưa lưới hả? Dưa lưới vậy tụi mình sắp có dưa lưới ăn rồi. Ơ cổ bông lá nè. Ủa? Không phải. Không phải, không phải. Anh nói cái gì? Ơi. Hồi trước cái chỗ này tụi mình lôi cái mai lên. Lôi nghỉ đào đất giùm kìa. Nghỉ đào đất giùm tụi mình kìa. Nghỉ nó ra dặm đất, nó đào đất kìa ba. Ý. Đúng rồi. Em quên lá dừa. Hết giờ rồi đúng không? Hả? Bỏ lên đi, còn là ổi nữa kìa. Đúng rồi ha. Lá bơ là nằm trong lá xích đu nữa nè. Hai xuống. Hai xuống lá xích đu. Ủa không. Lá gì nữa. Ổi nữa kìa. Ổi đâu. Ổi đâu. Ê Trân. Cái chuồng muốn thở vậy nó mọc cây lên luôn kìa. Này lá gì đây? Ai được? Kệ đi, chắc lá trầu. Ai được con bị đảo nước bên chân lại lại ơi. Thả em đạp vô. Em đạp vô gì mà đổ nước vậy? Vậy là cũng làm cho em bị hao. Lá đàm không con? Hả? Lá nhà đàm không? Lá gì? Ê mà cây này chi? Mấy đứa bơi lỡ đầu là điếm đây. Bảo điếm con bảo bên trên kiếm được lỡ đắt. Rồi hết giờ rồi đi. Chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười hai, mười ba, hai cái này nữa, hai cái này nữa. Mười chín, hai mươi, hai mốt, hai mốt, hai mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn. Trời, này là đá đu đủ nè đúng không? 1 2 3 4 5 nè. 6 7. Cái này không có tính là lá, cái này là lá khác. Cái này là cung trùng một lá. Cái lá này với là cái lá đó là trùng một lá rồi. Em lá Vậy sai. Trùng một lá. Lá bông tàu. Cái lá này. Đây. Đây. Anh phải kiểm tra. Từ từ. Đứng đây. Ủa không. Ừ đúng rồi. Tính một lá rồi. Dù vậy nhiều cái rồi. Nãy giờ điểm quên rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Từ từ rồi tiếp. 11. Anh tự đếm. 12. Trời trên này mà lá gì. Chắc chưa hái đâu. Lá sò chưa hái. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Có 18 cái mà kêu 24. 20. Rồi bao nhiêu? Anh 21. Yeah. Yeah, kết quả phần thắng vừa về. Anh thắng gỗ ghè. Ủa anh hái được bao nhiêu lần?